Ok, hello anh em, chào mừng em quay trở lại với Tokyo Camera. Và lâu rồi chúng ta không được gặp nhau đúng không nào? Mình thì vừa dương tính Covid xong anh em ạ. Đây, hôm nay mình có thể khỏe mạnh một chút để quay trở lại và bắt đầu làm video cho anh em. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em làm một cái video hướng dẫn anh em cách làm sao để có thể cài những con game crack miễn phí lên trên con kính này anh em nhé. Rất là đơn giản mà thôi, làm theo Tokyo Camera chỉ có vài bước là anh em có thể dễ dàng cài game lên đây rồi. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay anh em nhé. Đầu tiên thì anh em hãy chuẩn bị cho mình đấy chính là một con kính, một con laptop và một con điện thoại smartphone. Cái bước đầu tiên cũng là cái bước mà quan trọng nhất quyết định xem anh em có vào được cái kính này để cài game hay không, đấy chính là cái kính này nó phải connect được với cái điện thoại của anh em trước đã. Anh em sẽ cài giúp mình vào cửa hàng, nếu như mà trên điện thoại Android thì vào CH Play, còn trên điện thoại iPhone thì anh em vào App Store tải giúp mình cái ứng dụng Oculus anh em nhé. Ok, đó là cái bước đầu tiên, và sau đó thì anh em kết nối cái chiếc điện thoại này với cái chiếc kính này thông qua cái ứng dụng Oculus đó. Rồi, nếu như mà anh em đã kết nối được xong thì rất là may mắn khi mà anh em đã qua được bước đầu tiên rồi. Đấy cũng là bước đầu tiên luôn. Còn nếu như mà anh không kết nối được thì hãy làm giúp mình một cái thao tác, đấy chính là Recover, Factory Reset cái chiếc kính này, cài nó lại cái định dạng ban đầu. Và lưu ý là khi mà Factory Reset lại thì tất cả cái dữ liệu ở trong cái kính này sẽ đều mất hết. Cho nên nếu mà anh em nào mà cần cái dữ liệu quan trọng gì thì hãy copy hết ra máy tính anh em nhé. Ok, và sau khi mà anh em Factory Reset xong thì anh em có thể bây giờ có thể dễ dàng kết nối cái chiếc kính này với cả chiếc điện thoại rồi. Bây giờ nó là một cái sản phẩm, một cái thiết bị là mới cóng luôn, chưa kết nối với chiếc máy nào cả. Cho nên là anh em có thể dễ dàng kết nối sang điện thoại anh em nhé. Rồi, đó là cái coi như là cái bước đầu tiên đi, bước kết nối kính với điện thoại. Rồi, chúng ta sẽ cùng sang tới bước thứ hai. Anh em hãy vào cái đường link này giúp mình. Đấy, mình sẽ để cái đường link này phía bên dưới phần mô tả của video cho anh em có thể click vào anh em nhé. Đấy, thì anh em vào đây để làm gì? Để anh em có thể tạo ra cho mình một cái organization để anh em có một cái tài khoản dành cho developer để anh em vào, anh em cài, anh em ở cái chế độ người sáng tạo. Đấy, anh em có thể vào trong này, anh em vạch vạch, anh em cài các cái ứng dụng sâu hơn vào trong cái con kính này. Ok, thì ngay bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách để có thể tạo cho mình một cái tài khoản organization. Ok, sau khi mà anh em vào được cái trang web là dashboard.oculus.com thì anh em hãy vào giúp mình cái góc bên phải phía trên cái biểu tượng hình người này. Đấy, anh em login vào. Sau đấy thì nó sẽ bắt anh em login bằng Facebook. Thì tất nhiên bằng Facebook là đơn giản nhất để có thể đồng bộ giữa điện thoại và kính đúng không nào anh em. Ngay bây giờ hãy đăng nhập bằng Facebook vào đó. Ok, đăng nhập vào. Rồi, sau khi mà anh em đã đăng nhập thành công cái Facebook của anh em vào trong cái developer.oculus.com này thì anh em hãy tạo giúp mình một cái tài khoản, ok? Mình thì mình đã tạo sẵn rồi, còn nếu mà anh em chưa tạo thì anh em có thể create ở đây. Hoặc là nhìn thấy bất cứ chỗ nào thấy cái create developer ấy thì anh em có thể ấn vào đó. Tiếp theo, hãy nhập giúp mình một cái tên tài khoản. Đây, mình có thể để một cái tên bất kỳ đi. Sơn Nguyễn Gaming. Ok, như vậy là xong. I understand, xong rồi là submit. Cứ xác nhận xong cứ làm theo hướng dẫn như thế rồi là chúng ta đã xong rồi. Là anh em đã tạo xong một cái tài khoản Facebook developer để có thể đăng nhập vào con kính này rồi. Tiếp theo thì anh em hãy kéo xuống dưới cái phần mô tả của video này. Mình sẽ để phía bên dưới đó là một cái đường link. Đó, anh em hãy click vào đường link đó và tải giúp mình cái app đó về. Tải giúp mình hai cái app đó về anh em nhé. Và sẽ tiến hành cài đặt lên thì mình sẽ hướng dẫn chi tiết anh em cách cài đặt ở trong này. Ok, sau khi anh em đã tải xong hai cái file về thì anh em sẽ có hai cái file như thế này. Đấy, anh em hãy giải nén cái file này ra thì nó sẽ có được cái file như thế này anh em nhé. Đấy, hai cái file như thế này. Tiếp theo, anh em hãy giúp mình là cài đặt cái file này lên trước. Cài đặt cái file FFAEO này lên trước. Ok, sau khi mà cài đặt cái này xong thì anh em hãy tiếp tục click vào bên cái Oculus Go ADB này, driver này, 2.0 này, và anh em click vào sổ hết nó ra. Và vào tới tận trong cùng thì anh em sẽ thấy có một cái file như thế này. Thì anh em hãy để ý giúp mình là cái file Android gạch dưới Win USB này. Đấy, anh em hãy cài nó lên giúp mình nhé. Ok, chuột phải vào và install nó lên. Sau khi mà anh em cài xong hết tất cả mọi thứ rồi, cài được cả driver này rồi, thì tiếp tục anh em hãy tới, đấy chính là cái bước kết nối kính của chúng ta vào máy tính. Ngay bây giờ thì sẽ sang tới một cái bước nó rất là quan trọng. Anh em hãy bật chiếc điện thoại của mình lên. Anh em bật chiếc điện thoại của mình lên, sau đó thì anh em hãy vào ứng dụng Oculus. Anh em vào ứng dụng Oculus, rồi anh em đồng thời anh em bật con kính này lên. Đó, thì cái đoạn này mình sẽ quay màn hình để mình hướng dẫn chi tiết cho anh em nhé. Ok, ở trên cái giao diện kính mới này thì anh em hãy click giúp mình vào phần menu này. Đấy, anh em click vào mình phần device. Ok, như vậy là nó sẽ hiện lên cái phần thiết bị như này. Tiếp theo anh em kéo xuống và chọn vào phần chế độ phát triển, bật vào và hãy bật nó lên giúp mình anh em nhé. Bật nó lên giúp mình, bật nó lên thì mới có thể vào để cài game được. Rồi, như vậy chúng ta đã xong thêm một bước nữa rồi. Rồi, sau khi mà anh em đã bật được thành công cái chế độ Developer Mode ở trên cái con kính này rồi thì hãy chuẩn bị cho mình một sợi cáp
USB Type-C. Còn đầu ra thì sẽ là cái chuẩn làm sao để cho phù hợp với cái laptop của anh em. Đó, thì với con laptop của mình nó vẫn sử dụng USB Type-A mà thôi. Thì mình sẽ cắm là C2A, đúng không nào? Bây giờ mình sẽ cắm con kính này kết nối vào con laptop. Và sau khi mà cắm con kính này vào và anh em bật lên thì nó sẽ hiện lên một số cái thông báo xem là có cho phép truy cập laptop vào con kính này không. Thì anh em đồng ý giúp mình nhá. Hãy cứ allow access hết giúp mình. Đấy, rồi mình sẽ cắm vào. Bây giờ thì rất là đơn giản thôi. Anh em chỉ cần vào cắm kính vào này, xong rồi anh em vào tìm giúp mình cái phần mềm tên là Loader Quest. Đấy, thì anh em vào đó và anh em có thể tìm bất kỳ một con game nào mà anh em muốn cài. Rồi, và như vậy là chúng ta đã chạy xong cái phần mềm Loader này rồi. Đấy, anh em có thể thấy. Thì trên đây là tất cả các cái ứng dụng, cũng như là ở dưới này sẽ là cái hình minh họa này. Và bên này sẽ là cái dung lượng của cái ứng dụng đó. Ok, thì anh em thích cái game nào anh em click vào đó và anh em ấn vào phần Install Selected ở đây. Như vậy là anh em đã, sau khi anh em click vào đây xong thì nó sẽ chạy cái thanh ở bên dưới này. Và anh em chờ nó chạy full và lúc nó báo Success, tức là lúc này game đã cài xong anh em nhé. Như trên đây anh em có thể thấy rất nhiều các cái tựa game miễn phí, cực kỳ là nhiều luôn. Và chúng ta có thể cài bất cứ con game gì lên đây. Đấy, mình đã cài Beat Saber lên đây và mình chém gọi là tưng bừng mấy ngày vừa qua rồi. Đó là những cái hướng dẫn của mình, mong là sẽ mang lại một chút các cái thông tin cho anh em, để anh em có thể trải nghiệm cái chiếc kính của mình một cách toàn diện nhất, cũng như là một cách gọi là thoải mái nhất, không cần phải lo nghĩ quá là nhiều về chi phí, đúng không nào? Ok, hy vọng là anh em sẽ cảm thấy yêu thích video này. Đừng quên ủng hộ cho Tokyo Camera một like và một sub, cũng như lại nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ video mới anh em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em.